Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Với mục tiêu nâng cao trách nhiệm, tinh thần thái độ chất lượng phục vụ nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kiểm tra công vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngành chức năng tỉnh sẽ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công viên chức, người lao động làm việc tại các sở, cơ quan tương đương, các đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân quyền, thị xã thành phố, Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn, đồng thời kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan đơn vị, việc thực hiện văn hóa công vụ, thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công viên chức kết quả xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công vụ tại cơ quan đơn vị và cấp dưới trực thuộc và việc triển khai thực hiện góp phần cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công BAPI của tỉnh qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm tinh thần thái độ chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công viên chức tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối tác phong làm việc kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị Hòa minh giao làng sóng hội nhập quốc tế năm 2023 được xem là một năm nhộn nhịp trong hoạt động ngoại giao tỉnh Long An, ngoài việc tổ chức các đoàn công tác quốc tế thu được nhiều kết quả tích cực, tỉnh còn đón tiếp và làm việc với hàng loạt đoàn nước ngoài tới thăm. Năm 2023, Long An đã đón tiếp 185 đoàn công tác nước ngoài với tổng số hơn 1.100 người nước ngoài là các cơ quan đại diện ngoại giao các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc các nước. Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Áo và hơn 500 người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài đến thăm làm việc cũng như tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Long An trên nhiều lĩnh vực. Cũng trong năm 2023, tỉnh Long An thực hiện chủ trương mở cửa đối với các cửa khẩu biên giới theo chỉ đạo của chính phủ, nên hoạt động xuất nhập cảnh của người dân du khách tại các cửa khẩu với hơn 255.000 lượt người tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, tỉnh Long An tiếp tục đổi mới, vận dụng sáng tạo, năng động, đường lối chủ trương chính sách về hội nhập quốc tế và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của địa phương. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh, cảng quốc tế Long An còn là điểm đến tham quan hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh. Cảng quốc tế Long An do công ty cổ phần Cảng Long An nằm chủ đầu tư với diện tích 147 ha nằm trong dự án tổng thể hơn 1.900 ha gồm cảng quốc tế, khu công nghiệp Đông Nam Á, trung tâm dịch vụ Logistics, khu đô thị, cây xanh và mặt nước. Chuyến tàu đầu tiên cập bến cảng vào tháng 1, 2017. Đến tháng 6, 2023, cảng chính thức hợp long 7 cầu cảng và khai trương dịch vụ khai thác hàng container trong giai đoạn vừa thi công, vừa khai thác, cảng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT. Ngoài việc đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế công nghiệp của tỉnh, về khía cạnh du lịch, cảng quốc tế Long An còn sở hữu cho mình những đặc trưng và màu sắc rất riêng biệt, là một nơi mà du khách mong muốn tìm đến và trải nghiệm. Trong năm 2023, cảng đón được 2.800 lượt khách đến tham quan cùng với năm địa phương biên giới khác của Long An, thời gian qua, cấp quỹ chính quyền huyện Chỉnh Hưng huy động mọi nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Dù xuất phát điểm là địa phương biên giới có nhiều khó khăn, nhưng qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo huyện biên giới Chỉnh Hưng có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng lên. Đến nay, huyện Chỉnh Hưng đã có 7 trên 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện địa phương này có 4 trên 9 tiêu chí đã đạt chuẩn xây dựng các cái kế hoạch và đưa ra các cái giải pháp để tổ chức thực hiện từng cái tiêu chí của từng xã cũng như là phân công các đồng chí trong thành viên ban chỉ đạo theo dõi thường xuyên là kịp thời định kỳ báo cáo ủy ban dân quyền để ủy ban dân quyền tiếp tục chỉ đạo thực hiện cái nhiệm vụ là nông thôn mới cũng như là nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Đến nay, 100% đường liên xã trên địa bàn huyện được đầu tư nâng cấp, mở rộng, lán nhựa, bê tông hóa. Hơn 80% đường trục ấp liên ấp được cứng hóa. Hơn 95% đường ngõ sớm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Các công trình thủy lợi được xây dựng kiên cố, đảm bảo phục vụ giao thương sản xuất. Đặc biệt, địa phương này còn quan tâm tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, chọn những cây trồng vật nuôi chủ lực theo hướng giảm giá thành gắn sản xuất với tiêu thụ, nâng cao chất lượng giá trị nông sản thông qua việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất. Thưa quý vị, là một trong những đặc sản hiếm có ở miền sông nước Nam Bộ, cá dứa thiên nhiên luôn được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Tại huyện Cần Đức, nhiều năm qua, ông Lê Giang Nền tích cực xây dựng thương hiệu khô cá dứa quý phước thành sản phẩm nổi tiếng không chỉ tại địa phương mà nay đã dương xa ở nhiều thị trường trong và ngoài nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quý Phước ở ấp Rạch Cát, xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đức do ông Lê Văn Nên làm chủ là nơi chế biến nhiều sản phẩm khô như khô cá đồ, khô cá sặc, khô tôm nhưng nổi bật và hút khách nhất vẫn là món khô cá dứa. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, mỗi đợt ông nên nhập từ 1 đến 3 tấn cá tươi, với giá khoảng 130.000 đồng một ký từ các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu. Riêng dịp Tết, số lượng cá nhập về tăng gấp 2, gấp 3 ngày thường. Sau khi thành phẩm, giá khô cá dứa một nắng và ba nắng dao động từ 300.000 đến 350.000 đồng một ký. Lợi nhuận thu về mỗi tháng từ 40 đến 50 triệu đồng. Cái quy trình của nó thì mình một là mình đi xuống tới tại nơi mình bắt thu mua cái con cá còn đang sống. Nó về mình mình rồi mình dập nước đá tại chỗ luôn rồi mình mang về mang về cái mình ướp nước đá lại rồi mình phê lê ra rồi mình gia vị gia vị có công thức rồi mình ướp rồi mình phơi phơi rồi đem vô máy sấy mình, mình diệt khuẩn nó cho nó bảo đảm an toàn thực phẩm do có giá trị cao cộng với hình dáng gần giống với cá tra, cá ba sa nên khô cá dứa trên thị trường hiện nay bị làm giả nhiều và khiến khách hàng không phân biệt được. Phân biệt cá ba sa với cá dứa là nó có cái chỗ này, cái con cá dứa thì nó có cái sọc đen dài từ trên đây dài xuống tới tới gần tới đuôi luôn, đó, đó là là còn con cá ba sa là nó không có với con cá tra là nó không có bên mình là, là, cá dứa nuôi nhưng mà bên mình là cái cái loại giống thiên nhiên cái giống thiên nhiên là cái cái gai của nó rất là nhỏ còn cái cá mà lai giống ghép giống đó, là cái gai này nó, nó to bằng hai lần con cá thiên nhiên này nó ngon hơn nó thơm hơn trước đòi hỏi của thị trường về chất lượng sản phẩm ông nên đã đầu tư hơn 1 tỷ đồng mua máy móc phục vụ quy trình sản xuất khô với hai kho đông ba máy sấy diệt khuẩn ba máy hút chân không đến tháng 9 năm 2023, sản phẩm khô cá dứa Quý Phước được công nhận là sản phẩm ô cớp, được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn, góp phần quảng bá ẩm thực của huyện Cần Đức. Trong năm qua, lực lượng cảnh sát giao thông từ tỉnh đến địa phương thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội. Trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức trên 14.300 ca tuần tra, kiểm soát trên đường bộ, phát hiện xử lý hơn 32.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, với số tiền phạt hơn 129 tỷ đồng và gần 700 ca tuần tra, kiểm soát trên đường thủy, phát hiện xử lý gần 1.600 trường hợp vi phạm. Thông qua công tác tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp bắt giữ 46 vụ việc, 45 đối tượng tội phạm hình sự, kinh tế, buôn lậu, ma túy, khai thác thủy sản trái phép trên các tuyến giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông. Ngoài ra, cảnh sát giao thông toàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ủng tắc giao thông, nhất là các dịp lễ Tết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự ký quyết định số 73 về việc công nhận bảo vật quốc gia đợt 12 đối với 29 hiện vật, nhóm hiện vật đang được lưu giữ tại các bảo tàng trung tâm bảo tồn di tích lịch sử văn hóa trong toàn quốc. Đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách 29 hiện vật, nhóm hiện vật này là bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn, niên đại khoảng 2.500 đến 3.000 năm cách ngày nay, đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa. Bộ sưu tập đàn đá Khánh Sơn gồm hai bộ có ký hiệu A và B với 12 thanh kích thước khác nhau được gia đình ông Boboren, người dân tộc Ranai, tìm thấy ở núi Dốc Gạo, xã Trung Hạp, huyện Khánh Sơn, nay là thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Đầu năm 1979, ông Boboren đã bàn giao lại hai bộ đàn đá này cho chính quyền. Sau đó, hai bộ đàn đá này đã được đem đi giới thiệu biểu diễn ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và được đưa về nghiên cứu sáng tác, bảo quản tại Khánh Hòa. Cho đến nay đã có hàng chục tác phẩm sáng tác thể nghiệm và dàn dựng thành tiết mục biểu diễn cho hai bộ đàn đá Khánh Sơn. Thưa quý vị bệnh viện, nhân dân gia đình thành phố Hồ Chí Minh cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật thành công hai ca u não có kích thước lớn cho hai bệnh nhân nằm đây là hai ca nặng với khối u chèn ép cực lớn và ảnh hưởng đến hệ thần kinh của các bệnh nhân trong thời gian dài. Theo các bác sĩ khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Nhân dân gia đình, hai ca u não chưa phẫu thuật là loại u não dạng mạch máu, vị trí ở dùng hố sau, tiểu não chật hẹp, mật độ mạch máu cao, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thao tác phẫu thuật tỉ mỉ khéo léo đến cuối cuộc mổ để cắt u tròn khối đây là loại phẫu thuật khó với tỷ lệ tai biến biến chứng và di chứng cao chính vì vậy hai cuộc phẫu thuật thành công là một nỗ lực lớn của tập thể y bác sĩ bệnh viện nhân dân gia đình các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên chủ quan đối với những cơn đau đầu vì đây là nguyên nhân của một số bệnh nguy hiểm trong đó có bệnh lý về thần kinh sọ não quý vị, trong xu thế phát triển 4.0, tỉnh Long An đã và đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại. Nhờ đó, người dân cũng bắt đầu thích nghi với việc thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch mua sắm. Để khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt, anh Phúc đặt mã QR ở vị trí gần cửa ra vào. Thay vì đọc số tài khoản tên ngân hàng như trước, khách chỉ cần quét mã Mọi thông tin đều tự động cập nhật vào ứng dụng thanh toán, vừa đỡ tốn thời gian lại tránh sai sót nhầm lẫn. Nhiều khi mình ra ngoài đường mình cầm theo cái điện thoại mình đi đâu cũng được, cũng xài bằng cái điện thoại mình khỏi sợ phải để quên tiền ở nhà nữa, an toàn cho mình. sẽ tí mình đi bọc túi tiền trong túi nhiều khi nó rớt thì mình không cần phải sử dụng nữa. Để sử dụng quét mã QR này nó an toàn hơn cho mình. Ngoài huyện Bến Lức và thành phố Tân An đang thí điểm tuyến phố không dùng tiền mặt, thì giờ đây hình thức này đã dần có mặt tại các cửa hàng kinh doanh tạp quá nhỏ ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An. Điều này minh chứng xu hướng không dùng tiền mặt đang dần trở thành thói quen của không ít người dân thời 4.0. Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính Israel thông báo nợ các nước này đã thông qua ngân sách sửa đổi năm 2024, trong đó bổ sung thêm 55 tỷ shekel tương đương 15 tỷ đô la Mỹ để bù đắp cho các chi phí phát sinh liên quan xung đột giữa nước này do phong trào hồi giáo Hamas. Theo thông báo, tổng chi tiêu ngân sách năm 2024 sẽ lên tới 582 tỷ shekel, tương đương khoảng 160 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 70 tỷ shekel so với đề xuất ban đầu. Ngân sách sửa đổi sẽ bao gồm khoản chi bổ sung cho quốc phòng và bồi thường cho những nạn nhân xung đột, cũng như các khoản cho y tế, giáo dục, phúc lợi và lực lượng cảnh sát. Trong bối cảnh hơn 30% dân số thế giới sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử diễn ra trong năm 2024, công ty OpenAI cam kết giải quyết những lo ngại rằng Công nghệ của công ty sẽ can thiệp vào các cuộc bầu cử. Vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo can thiệp vào các cuộc bầu cử đã trở thành mối lo ngại kể từ khi OpenAI phát hành hai sản phẩm bao gồm ChatGPT có thể tạo văn bản giống như con người và công nghệ DALL-E tạo ra Deepfake kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra âm thanh, hình ảnh và video giả mạo. OpenAI cho biết trong bối cảnh Mỹ tiến hành bầu cử tổng thống trong năm nay công ty đang phối hợp với Hiệp hội Thư ký Quốc gia, một tổ chức tập trung thúc đẩy các tiến trình dân chủ như các cuộc bầu cử để giải quyết mối lo ngại trên. OpenAI nhấn mạnh các chính sách của công ty nghiêm cấm lạm dụng công nghệ, chẳng hạn như tạo ra các chatbot giả mạo người thật hoặc ngăn cản người đi bỏ phiếu. Công ty cũng cấm Don't Eat tạo ra các ảnh người thật, trong đó có ảnh các ứng cử viên chính trị. Để góp phần quảng bá du lịch và văn hóa, chính phủ Thái Lan đang lên kế hoạch cấp thị thực đặc biệt 90 ngày cho khách du lịch nước ngoài muốn học các loại hình võ thực, văn hóa nghệ thuật truyền thống của quốc gia này. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Thái Lan Sethar Thavisin cho biết sẵn sàng cấp thị thực 90 ngày đặc biệt thay vì 60 ngày tiêu chuẩn cho những du khách có nguyện vọng học môn võ thuật truyền thống quyền Thái Lan hay còn gọi là Mê Thái. Mới đây, hơn 80 người độc thân tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã tham dự một sự kiện mai mối diễn ra tại một quán bar hàng sang với hy vọng tìm được ý trung nhân. Chỉ những người đã tốt nghiệp đại học hàng đầu trong độ tuổi dưới 35 hoặc những người đã từng sinh sống ở nước ngoài mới có thể giành được tấm vé tham dự sự kiện này. Tất cả những người này đều đã mặt nạ trong quá trình trò chuyện. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang chậm lại, ngày càng có nhiều người lựa chọn việc sống độc thân, dẫn đến tỷ lệ đăng ký kết hôn thấp kỷ lục trong năm 2022. Việc ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn trì quản hoặc không kết hôn đang làm dấy lên những lo ngại ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Bởi tỷ lệ kết hôn được coi là nhân tố chính ảnh hưởng tới tỷ lệ sinh ở nước này.